Sau khi đại lý hé lộ thông tin về Corolla Cross 2023 sắp bán, Toyota Việt Nam đã chính thức xác nhận về trang bị, và công bố giá bán mới của mẫu xe này. So với bản cũ, Corolla Cross mới vừa có thêm trang bị và giá bán cũng tăng theo. Giá bán mới cho 3 phiên bản. Corolla Cross G giá mới 755 triệu, giá cũ 746 triệu tăng 9 triệu. Corolla Cross V giá mới 860 triệu, giá cũ 846 triệu tăng 16 triệu. Corolla Cross HEV giá mới 955 triệu, giá cũ 936 triệu tăng 19 triệu. Tùy chọn màu sơn trắng ngọc trai có giá cao hơn 8 triệu. Theo đó, phiên bản Corolla Cross G tiêu chuẩn cùng hai bản cao cấp hơn là V và HEV sẽ được nâng cấp màn hình trung tâm lên loại 9 in nâng cấp, thêm hai in có Apple CarPlay và Android Auto không dây. Trong khi đó, cốp điện hỗ trợ đá mở cốp chỉ có trên hai bản Corolla Cross V và HEV. Đây là lần nâng cấp trang bị đầu tiên của Corolla Cross kể từ khi về Việt Nam. Mẫu xe này lần đầu ra mắt thị trường trong nước vào tháng 8 năm 2020. Xe được nhập khẩu từ Thái Lan. Với giá bán tăng nhiều lần trong năm 2022, Corolla Cross hiện tại có thể so ngang Mazda CX-5 và Hyundai Tucson về tầm giá, trong khi mẫu xe của Toyota thuộc phân khúc giữa cỡ B và C, còn Mazda CX-5 và Tucson thuộc phân khúc C. Mazda CX-5 bản 2 lít premium, có giá 919 triệu thấp hơn so với Corolla Cross HEV cao cấp nhất có giá 955. Giá Hyundai Tucson bản 2 lít xăng đặc biệt có giá 955 triệu ngang ngửa giá bản HEV của Corolla Cross. Mặc dù có giá cao nhất phân khúc, Corolla Cross vẫn là xe bán chạy ở Việt Nam với nhiều tháng đứng đầu bảng xếp hạng doanh số. Ví dụ như tháng 11 năm 2022 với 2 2418 xe bán ra, Corolla Cross bán chạy nhất toàn thị trường. Tổng kết doanh số 11 tháng đầu năm, doanh số Corolla Cross đạt 18.994 xe. So với các xe trong phân khúc, điểm nổi bật của Corolla Cross là trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn, điều mà xe Toyota trước đây thường thua thiệt so với đối thủ. Một số trang bị nổi bật trên Corolla Cross có đèn chiếu sáng LED, màn hình lớn sau vô lăng, cửa sổ trời, hay gói an toàn Safety Sense 2.0 với nhiều tính năng tiên tiến nhất phân khúc, cùng động cơ hybrid